Hello everyone, tựa game đầu tiên này, let's go. Màn đầu tiên nhé mọi người nhá. What the hell? Thang máy đã bị sên không mọi người ạ. À, bắt đầu này, giải mã game này. Ok, mình sẽ phải lấy chiếc chìa khóa ở trên đây nhá. Sẽ phải chơi piano để lừa đứa bé. Ấy đứa bé chạy đâu mọi người ạ? À đây, trên tủ lạnh. Chạy nhanh ghê đấy. Thôi, mình sẽ chơi Blazer Piano. Tiếp tục nha, mày ấn nhầm đấy. Không lấy được mọi người ạ. Vẫn rất là khôn lắm mọi người ạ. Đây là một thất của căn nhà này. Tiếp tục nha. Ok, mọi người xem video nhớ cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để mình ra nhiều game kinh dị hơn. Ok, bắt đầu tiếp tục này. Bật radio lên để thu hút đứa bé. Cadiz. Lấy chìa khóa nhé mọi người nhé. Thôi chạy thôi. Lấy chìa khóa rồi chắc là chạy được rồi đấy. Ấn thang máy chắc là di chuyển được rồi. What the hell? Chưa được mọi người à. Chắc là phải đi theo con thỏ này thôi. Có lẽ là đây. Đây rồi. Cái này hình như là khởi động thang máy sao mọi người ạ? Hai cục pin. What the hell? Con này đã đi theo mình vào đây rồi mọi người ạ. Mình sẽ giấu nó vào tủ nhá. Vẫn ra được mọi người ạ. Chắc cái tủ này sẽ ấy hơn đi. Ghê quá. Tiếp tục nha. Này thì được rồi. Chạy thôi mọi người ạ.
Mình ra thang máy mình đi nhá. Oh my gosh. Ôi đứa bé đã tức giận rồi mọi người ạ. Chạy thôi. Chạy. Hết game rồi mọi người ạ. Rồi mình qua tựa game tiếp theo này. Ok, để mình cài mạng lại nha. Mọi người đợi mình tầm khoảng vài giây thôi. 5-10 giây thôi. Ở đờ, có rồi. Sorry mọi người. Vào lại nè. Ok rồi đấy. Bắt đầu nha. Ồ, ngõ cụt rồi. Quay lại thôi. À, nhện nào. Nhện này thì nhện này thì nhện này. Tiếp tục di chuyển nha. Mình nghĩ mình nên đi thẳng thôi. Cho ngóc đầu lên nào. Di chuyển qua đây thôi. Di chuyển cẩn thận. Sai một ly là đi cả lạng nữa. Đấy, sai. Tiếp tục qua màn sau này. Sorry mọi người. Không có súng à? Không có súng à? Mình sẽ mở hết tủ ra thử xem có cái gì nha. Không lấy được bộ giày này. Đó, mình mặc quần áo vào rồi. Tiếp tục đi thôi.
Алексей, Джек, Гарри, где вы? Đi theo vết máu nè. Cháy cả căn nhà này. Ok. Qua game tiếp theo nha. Skibidi toilet đi. Ô nhanh thế. Lại tiếp tục mà này khó cực nha, mà này cực kỳ đó. Hack game à? Skibidi toilet toàn bị giết thôi. Là win khá nhanh. Oh my god. Có Titan. Mình về nhà được chiếc chìa khóa này. Ui. Rồi Titan quay lại rồi mọi người. Ông ơi, ông ơi, ông đứng lại đi. Ý định gì đây? Yeah. Tránh đối diện nha mọi người nha. Tránh đối diện với Skibidi nè. Ui. Ô ô ô ô. Ai xa. Bị bắn lủng người rồi. Thôi mình qua game tiếp theo này. Ok. Đây có luôn rồi. Ok vào game nhá. Mọi người cứ bình tĩnh, mình xử lý nhanh lắm. Ninja rùa. À chọc à. Chọc này. Này ông chọc này bỏ liên tục vào đầu đấy, cơ hội rồi. Ui cha. Một lần nữa thôi. Ninja rùa đã bị hạ. Tiếp theo nha. Wow, hai chiếc kiếm ngắn. Không mũ, không giáp. Thế thì xác định đi. Tiếp tục nha. Game này thì đơn giản thôi.
Wow, ninja. Wow, ghê vậy. Chọc à. Ui. Ui, lần này thì thua rồi mọi người ạ. Mình sẽ đi mua giáp, mua khiên để trả thù. Bạn đã bao giờ mơ ước sở hữu? Thiên băng giá. Mũ gì nó kinh khủng khiếp hơn nè. Mình đã có 6.000 vàng. 750 vàng này. Bao tay 1.000 vàng này. Quần 750 đây. Tất cả 1.000 vàng đây. Ok, trả thù nhá. Trả thù lúc màn này mình qua game khác này. Ghê ta. Bạn ninja này ghê thực sự luôn đấy. Đúng là đối thủ khó lường mà mình lâu lắm mình không gặp rồi. Ui, bố phát đầu mình này. Này, bố đi. Yeah. Ok nhá mọi người nhá, mình nghĩ là mình nên qua game khác đi. In For The Dead 2 này. Phải zombie tiếp. Hết đạn rồi, thôi bỏ rồi, mình hơi bị phung phí đạn một chút, mình qua đây lấy đạn nha. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, được sao? Mình lấy đạn tiếp này. Ai bâu vào mình là mình cho một viên đạn. Ui đông quá. 1.000 mét nữa cơ. Này. Không được rồi, kho đạn đấy mình không thể lấy được rồi. Hay quá kia ơi. Ui. Thực sự đang rất là hấp hối này, 500 mét nữa này. Bâu ra đây. Bâu vào đây. Ôi. Bâu vào đây. 200 mét nữa. Cố lên. Bâu vào đây. 100 mét nữa thôi.
Ok. Helen, please tell me she's okay. James, Maggie's alive. Ok, hoàn thành nhiệm vụ thật là xuất sắc rồi. Mình qua tựa game tiếp theo nhá. Giải trí nhẹ đi sau những tựa game kinh dị. Player 1, choose. Ui, cáo chín đuôi rất là khôn. Khôn này. Mình sẽ đẩy nó ra rìa nha. Ui, đáp trả khá căng thẳng. Bùm. Mình che cái phần này đi nha. Tiếp tục này, play game này. Mình sẽ chơi 3 ván nha mọi người nhé. Ui, hơi nhẹ, hơi nhẹ. Finish him. Finish him. Thành cục than luôn. Ok, một ván nữa này. Bạn bắn cung rồi đi. Cục phô mai này mình thích ăn lắm này. Ui sợt. Wow. Finish him. Headshot. Okay. Cái này không được gì lắm. Okay. Tiếp tục nha, từ game này này. Qua game nha mọi người nha, play new game này. Start new game. Ok, let's go. Con gì nữa, trông nó quái quái dị dị đi. Con này mình chơi cũng khá nhiều rồi đấy. Mark này mình thích chơi nhất này.
Dom, yes, yes. Dom, yes, yes. Đủ rồi đấy. Súng này hơi hiếm này. Mấy con này bay được nha. Mọi người, mấy con này bay được đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Khủng khiếp chưa? Ô mấy con này dính hết vào mái tôn rồi này. Dính hết vào trong nhà kia rồi. Để mình sẽ bắn gục xuống đó. Còn mấy con ở đây thôi, mấy con kia bị dính trưởng. Chắc 6 viên đủ rồi. Ui, chưa được. 6 viên chưa được. Nha. Ây. Con này bay được. Mấy con đấy bay được mọi người ạ. Trời ghê gớm. So lên cao cao tí đi. Rõ ràng môi trường không trọng lực mà sao lại rơi được nhỉ? Nghĩ mình cũng thấy ảo thật đấy. Game thiết kế hơi chán. Mình sẽ bắn vỡ nha. Không thèm về nữa. Đó, bắn vỡ máy bay luôn. Ok. Bắn vỡ máy bay là kết game đấy. Qua tựa game tiếp theo này. I let myself in, wish I had a choice, gotta save my own skin. Forced into crime, but I'll turn it around. It's a loop for me, I guess it's win-win. Just happen to be the best at what I do. Grab the controls and see if you can sneak to. Follow my lead, it's about to get... Tiếp theo nha. Nhiệm vụ ở gì đây? Tránh sự quan sát của bà này nhé. Bà này, bà này tai khá thính. Từ tay mình hơi trơn một chút này. Hết chưa? Còn gì nữa không? Không à? Wow! Mình đã đấm vào lòi giòm rồi. Ok, lại lần nữa nha. Tay hơi toát mồ hôi này.
Đợi bà kia vào đây thì mình sẽ chạy ra cửa chạy luôn nhá. Đợi bà kia vào đây này, mở toàn hai cửa. Nhớ trêu ông này tiếp nha. Cho ông đấy đuổi này. Ôi, trêu nó nguy hiểm quá. Ok rồi. Tiếp tục nha. Độ khó tăng dần này. Màn 7 này. Gọi cảnh sát luôn là sao? Gì gớm vậy? Ui, khó vãi. Thôi mình qua game khác nha. Game này đi. Mình lau màn hình qua này. Chơi hơi lâu là toát mồ hôi tay một chút. Tiếp tục này, trời hơi lạnh ấy. Ok. Ok. Nhiệm vụ hôm nay của mình là chụp ảnh. Có gì không? Có gì để có gì bổ trợ à? Ok. Tiếp tục này. Bây giờ đột nhập vào nhà ông này nhá. Ông này dạo này chăm sóc hơi kỹ nhỉ. Không phải. Waterman. Waterman. Oh my god. Lại nhá. Phòng đầu là phòng nguy hiểm nhất nên là mình sẽ tránh phòng đầu ra. Số 4 à? Không được. Chạy trốn dần nhá.
Mình sẽ đột nhập tường phòng nữa. Chiếc gương, chiếc chìa khóa. Ông đang đi bộ bên ngoài đấy. Chiếc giường có cái bí mật gì đây? Sorry mọi người. Tắt cầu dao nhá. Nhặt tạm này đi. Ba. Được rồi. Như là được rồi sao mọi người ạ? Bây giờ mình đi xuống tầng nhá. Ok rồi. Ok game rồi. Tìm khá lâu nha. Tiếp tục nhá mọi người nhá. Mình nghĩ game này đi. Rock Harry đi. Anh chơi khá nhiều. Có gì mới đặc biệt không? Áo giáp nhẹ đi. Đúng mọi người. Cover me, I'm going in. Mình được. Đúng không mọi người? À, con này là con đi theo mình. Sorry mọi người. Hai con lận liền. Tiếp tục nha. Ui. Nice quá. Ok, win rồi mọi người ạ. Nhiệm vụ tốt. Hoàn thành tốt. May quá, mình cùng mọi người chơi một ván nữa nha. Sau hết story của ngày hôm nay rồi đấy. Chạy thôi, mình nghĩ cái này để chạy đấy. You got no juice.
con heo đất này. Con heo đất này. Ui. What the hell? Dang it. Ok. Win hết rồi đấy. Mọi người ơi, tiếp tục nhá. Bây giờ mới đến tựa game dọc ngày hôm nay này. Tiên này mọi người ạ. Green light. Red light. Ua. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Yeah. Win rồi đấy. Thôi mình qua game mới đây. Game hơi xì ke một chút này. Mình định vào Roblox nhưng mà thôi, qua game này đi. Game này cũng khá là hay nha. Lên đường thôi. Tiếp tục nha. Tiếp tục này. Thế giới của zombie. À, tiếp tục nè. Zombie nhiều quá. Thank you.
sẽ cứu người nhá. À, đông quá không cứu được. Hơi tiếc một chút. Đông quá không cứu được người nè. Tiếp tục à. Thôi lần này mình sẽ không quan trọng vật chất nữa. Mình sẽ cứu người. Tiếp. Tốc độ khá nhanh. Yeah, phản lực hàng không. Cứu người chứ mà. Cứu người tiếp. Ba sợi dây cơ. Cứu viện đấy là sống rồi. Ok mọi người ơi, video của mình đến đây kết thúc nhé. Bye bye mọi người.